Hello, Minh Hà xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì trên không gian sân thượng của nhà và với một buổi chiều rất chill thì Minh Hà đã quyết định trải lòng mình chia sẻ những cảm xúc cá nhân của mình. Từ trước tới giờ thì mọi người biết là Hằng rất là ít khi chia sẻ về những cái việc cuộc sống cá nhân của mình hay là những cảm xúc. Thật ra thì Hằng rất là không có thích chia sẻ về những cái việc đó. Nhưng mà hiện tại thì Hằng cảm thấy là mình đang đối mặt với lại hai cái vai trò. Hai cái vai trò này nó cũng mang đến cho Hằng rất là nhiều cảm xúc, cung bậc cảm xúc rất là màu sắc. Và Hằng cảm thấy mình cũng có thể chia sẻ những cảm xúc này với nhiều mục đích. Thứ nhất là mình cũng có thể lưu nó thành những kỷ niệm rất là đáng nhớ. Mình cũng có thể sẽ đồng cảm hoặc đồng hành cùng với một ai đó cũng như đang với những cương vị giống như mình. Và bây giờ thì Hằng nghĩ là Hằng đã có đủ sự bình tâm để có thể chia sẻ về những hành trình sắp tới của mình. Trong năm 2022 thì là một năm mà Minh Hằng hoạt động hầu như là hết công sức của mình với rất là nhiều dự án, vừa là mẹ áp ma cha tiên sứ, rồi bảy ngọt ngào, rồi là chị em, và hầu như là đó là những dự án chính, còn có rất là nhiều những dự án phụ ở xung quanh mà Hằng đã cố gắng thực hiện chu toàn trong năm 2022 để mình có thể lập kế hoạch 2023 cho chuyện gia đình, cho chuyện cá nhân. Mình là người có công việc và mình thực sự cảm thấy chỉ có thể tự tin khi mà mình được làm việc. Khi mà mình bé đó, khi mà mình chưa có được cái sự nghiệp cũng như là chưa tìm được cái vị trí của mình, chưa biết mình cần gì, muốn gì, thì mình là người rất là nhút nhát. Và khi mà mình tìm được rồi, tìm được sự nghiệp của mình, gây dựng nên cho mình những thứ mà mình mong muốn, thì cái con đường sự nghiệp á, nó làm cho mình, nó giống như một cái ma lực, nó hút mình vào và mình cảm thấy là chỉ ở một cái lĩnh vực đó mình cảm thấy được là mình an toàn. Tâm lý có một người phụ nữ, người ta hay nói là sẽ không bao giờ có một sự trọn vẹn, vì phụ nữ thường là những người mà quá yêu công việc, quá nặng về sự nghiệp, thì thường là sẽ không có một cái gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Và bản thân mình trước đây thì thực sự là mình đã nói về cảm xúc trước đây nha. Thực sự trước đây thì mình nghĩ là muốn đạt một cái thứ gì đó thì mình phải hy sinh. Thì mình đã từng có một cái khoảng khắc là mình nghĩ là thôi, thế thì mình phải tập trung cho công việc. Chồng có cũng được, không có cũng không sao. Bạn trai thì tìm người nào xứng đáng. Nói chung là mình cảm thấy là nó không phải là một cái gì đó quá quan trọng để mà mình có thể giữ được cái sự nghiệp của mình. Và đặc biệt là nghệ sĩ, đối với lại những người phụ nữ mà làm một công việc bình thường, kinh doanh hay là làm văn phòng, thì nếu mà lấy chồng sinh con thì nó đã ảnh hưởng đến 30-40%. Thì đối với một người nghệ sĩ, đặc biệt là phụ nữ như Hằng, thì nếu như lấy chồng sinh con thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và đó là hai cái nỗi sợ lớn nhất của Hằng. Và Hằng cũng đã từng chia sẻ rất là nhiều ở trên báo chí là cả cuộc đời của mình không bao giờ sợ cái gì cả. Không sợ thất bại, không sợ thử thách. Bất cứ một cái nhiệm vụ gì giao ra hoặc là một cái thử thách gì mới mà mình chưa từng thực hiện thì mình cảm thấy rất là háo hức để mà thử và trải nghiệm nó. Còn riêng đối với chuyện lập gia đình và sinh con thì đó là giống như là một cái điều gì đó là mình chưa vượt qua được cái chướng ngại tâm lý đó. Nếu như trước đây thì cái việc mà Minh Hằng vào bếp thì nói chung là mình cũng nấu ăn cũng ok, cũng không có quá tệ. Nhưng mà để mà vào bếp hay là sắp xếp mọi thứ, không gian sống của mình theo trật tự, hay là mình quản lý gia đình của mình thì mình vẫn có thể quản lý. Nhưng để làm những công việc một người phụ nữ bình thường làm thì thực sự là Hằng rất là dở, dở vô cùng. Và sau đại dịch thì mọi thứ đã khác. Mình có thời gian mình dành cho gia đình nhiều hơn, mình dành cho bản thân mình. Rồi cái thời gian đó thì mình lại vì tất cả mọi người đều phải ở nhà, rồi mình cũng xuống bếp, mình biết nấu ăn. Cái trò là mình lại thích làm bánh, mình lại thích trang trí nhà cửa. Thực ra thì thói quen của con người sẽ được hình thành sau 21 ngày. Và đương nhiên đại dịch của chúng ta thì chúng ta đã ở nhà hơn 4 tháng. Và tự nhiên cái thói quen đó nó được hình thành. Và Hằng cũng cảm thấy là wow, thì ra thì nó cũng không quá khó như mình nghĩ. Thật ra thì mọi thứ rào cản thì cũng đến từ cái tâm lý của mình. Tâm lý sợ hãi, tâm lý ngại vượt qua và tâm lý sợ mất đi cái sự nghiệp của mình. Và sau đại dịch thì Hằng đã khác.
đang trở thành một con người khác. Song hành cùng với đó thì Hằng cũng đã gặp một người đàn ông phù hợp với mình. Tụi Hằng đã yêu nhau một cách rất là từ tốn. Và cũng trải qua từng cái giai đoạn một. Và mình cũng xác định được người này là người có thể làm chồng của mình, làm cha của con mình. Em đâu quá. Đầu là Hằng cũng đã tự đặt câu hỏi cho bản thân mình là mình đã có thể làm mẹ được chưa? Vì đối với Hằng á, cưới sinh á, thì nó không quá phức tạp, nhưng mà để trở thành một người mẹ thì vô cùng phức tạp. Vì để nuôi một đứa con nó cần rất là nhiều yếu tố. Một người mẹ thực sự đối với Hằng đó là một sự vĩ đại vô cùng to lớn. Tại vì Hằng đã thấy được rất là nhiều bạn bè xung quanh mình có nhiều con, rồi chăm con như thế nào, rồi bị trầm cảm ra sao, bị stress như thế nào và mất luôn cả sự nghiệp. Thì tất cả những cái điều đó nó đã bày ra trước mặt mình. Thì mình sợ có thể nó là hèn. Và đúng là khi mà gặp đúng người thì mọi thứ đó, cái nỗi sợ đó của mình nó đương nhiên nó vẫn hiện hữu, nhưng mà nó sẽ được xoa dịu vì mình nghĩ là sẽ luôn có một người đồng hành cùng với mình. Mọi người vẫn hay thường nói là sai thì sửa, chữa thì đẻ. Nhưng mà Hằng nghĩ câu đó nó lại không đúng với con người của mình. Vì con người của mình cái gì thì nó cũng sẽ phải được sắp xếp một cách có trật tự. Vì Hằng nghĩ rằng là khi mà chúng mình cố gắng làm mọi thứ hết sức khả năng của mình thì kết quả nó còn chưa có thể tốt được. Huống hồ chi là mọi thứ nó đến tự nhiên hoặc là mình cứ mong đợi. Và bản thân Hằng thì cũng già đó mọi người. Và chuyện sinh con là một chuyện thực sự là rất là cần cái sức khỏe của một người phụ nữ. Và chính vì vậy thì 2022 là mình chạy như điên, như khùng. Và sau 2023 thì mình quyết định sẽ thoải mái hơn, đi chơi, tận hưởng, dành thời gian để chào đón sinh linh bé nhỏ của mình. Cũng có rất là nhiều lý do vì sao mà để cho Hằng chọn năm 2023 để mà mình có thể ngừng lại, tĩnh tâm lại để mà chào đón sinh linh bé nhỏ của mình và bước vào con đường tìm hiểu thông tin để có được em bé vào đúng thời điểm mà mình mong muốn. Thì wow, mình có rất là nhiều thông tin nó đổ dồn trên đầu của mình mà mỗi một ngày cảm thấy là wow, càng tìm hiểu thì mình lại càng không biết gì hết. Càng tìm hiểu lên mình lại càng thấy sợ, càng thấy lo lắng trong một cái bể thông tin, có quá nhiều thông tin. Từ việc là mình sẽ phải chuẩn bị sức khỏe, tiền sản như thế nào, có con như thế nào để đúng được cái quy trình của mình, phù hợp với lại cái sức khỏe cũng như là cái lứa tuổi già của mình đó. Đó thì mình cảm thấy là thực sự nếu như mà nói là mình ngừng công việc thôi, nhưng mà cũng có rất là nhiều công việc để mình có thể thực hiện được năm 2023. Và khi mà mọi thứ mình nói ok, chắc là mình cũng đã sẵn sàng rồi vì mình đã tìm hiểu rồi. Nhưng không. Khoảnh khắc mà Minh Hằng gặp bác sĩ kêu ok, làm nha. Thì Hằng cảm thấy cho em xin chơi thêm một chút nữa được không? Tại vì vẫn còn có nhiều nỗi sợ. Nhưng mà Hằng có chia sẻ thì thật sự nỗi sợ nó vẫn còn hiện hữu. Nó chỉ là ok, mình dám đương đầu với nó, mình dám vượt qua thôi, chứ nỗi sợ nó vẫn còn. Thế là Hằng mới quyết định với là ông xã là thôi thì sau khi ốc mấy bộ phim chị em thì hai vợ chồng quyết định là dành sẽ một tháng để đi chơi, chỉ đi chơi thôi, để có một khoảng không gian riêng của hai vợ chồng. Và trong khoảng thời gian đi chơi đó thì mình
dành nhiều thời gian để mà đọc, tìm hiểu thông tin, tài liệu, chuẩn bị sức khỏe, ăn uống, tập thể dục và làm tất cả mọi thứ để có thể chuẩn bị bước vào con đường có em bé. Và ngày 3 tháng 3 vừa qua thì Hằng cũng đã công bố một cái lá đơn đơn xin làm bố full time của chồng mình đến với lại tất cả mọi người, và Minh Hằng cũng nhận được rất là nhiều cái lời chúc phúc. Và bản thân thì bây giờ thì mình cũng cảm giác rất là lâng lâng. Thực sự thì nó có nhiều cảm xúc lạ lắm. Lo lắng cũng có, vui cũng có, hạnh phúc cũng có. Rồi nhiều khi hoang mang cũng có. Tại vì cái hành trình này thì khá là gian nan và khá là có nhiều thứ mà mình cảm thấy rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà cả Hằng và chồng của mình cũng từng ngày đang cảm thấy rất là hạnh phúc khi đang chờ đón một cái sinh linh bé nhỏ đến với lại cuộc đời của hai vợ chồng. Chính vì như thế thì Hằng muốn ghi lại hết tất cả những khoảnh khắc này, chia sẻ những cái cung bậc cảm xúc, những cái khoảnh khắc có thể là cả cuộc đời mình sẽ không bao giờ có thể quên được. Sẽ có rất là nhiều chị em chúng ta đồng cảm với nhau. Và thật sự là Hằng chỉ mới trải qua những cái thời gian đầu tiên của cái hành trình mang thai, thì có những lúc Hằng đã đặt câu hỏi là những cái thông tin này mình muốn tìm hiểu ở đâu, hay là những cảm xúc này mình sẽ có thể hỏi ai. Và có khi Hằng muốn làm cái chuỗi video này để có thể chia sẻ những cái cảm xúc của Hằng, kinh nghiệm của Hằng, và kể cả những kinh nghiệm của tất cả các bà mẹ hiện nay đang trải qua hoặc là đã từng trải qua, để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những cái nỗi lo này. Và giờ đây thì Minh Hằng cũng như là tất cả mọi người hãy cùng nhau cùng bước tiếp đến hành trình một phiên bản một Minh Hằng rất là lạ, cũng rất là quen cho một cái hành trình đầy mới tăng như thế này nha. Cả nhà biết không, ai cũng nghĩ là khi mà mình đã chọn phương pháp IVF, đó là một cái phương pháp rất là chủ động để mình có thể biết được rằng là mọi thứ nó sẽ được diễn ra theo một cái trình tự như thế nào. Nhưng mà mọi thứ nó lại không như mình nghĩ. Tất cả những cái trình tự đó nó được mình trải qua rất là ngỡ ngàng, rất là bỡ ngỡ, và thực sự là mình vẫn không thể nào quên được cái cảm giác khi mà mình bước chân vào cái phòng mà hai vợ chồng biết được rằng là cái phôi thai nó đang được chuyển vào cơ thể của mình, khi mà mình nhìn thấy những hình ảnh đó ở trên TV. Mình cứ nghĩ là khoa học nó sẽ giúp cho con người chúng ta rất là tỉnh táo, rất là chủ động trong mọi thứ. Nhưng mà mình đang không thể nào quên được cái cảm xúc là khi mà mình nằm ở trên giường và mình biết được hai cái phôi thai của mình nó được chuyển vào cơ thể của mình, thì thực sự là mình mới cảm giác là thì ra là đang có một cái sinh linh đang được sinh sống trong cơ thể của mình. Và lúc đó anh nhớ là khi mà mình được cầm cái tờ phim mà bác sĩ đưa cho mình đó, đây nè, chỉ hai cái chấm tròn rất là nhỏ xíu à. Cái xong rồi bác sĩ nói là đây là cái phôi thai của em bé nằm ở trong tử cung của mình. Và Hằng nhớ là khoảnh khắc như khi mà mình cứ cầm cái tờ phim đó, mình đi từ cái phòng chuyển phôi đến cái phòng bệnh của mình và mình khóc tu 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 như một đứa trẻ. Đó là một trong những cái khoảnh khắc rất là ý nghĩa, và đó là một trong những cái lý do mà mình Hằng muốn thực hiện cái chuỗi video này, với những cái cảm xúc, với những cái điều mà mình không thể nào diễn tả được bằng lời. Và nó thực sự rất là thiêng liêng. Và sau cái giây phút thiêng liêng đó thì thực sự có rất là nhiều nỗi sợ, vì mình sẽ phải giữ gìn cái cơ thể mình như thế nào. Mình sẽ đi tắm mình cũng sợ, rồi mình ngồi hay mình đứng mình cũng sợ. Và thì thực sự đó là những cảm xúc và những cảm giác mà chỉ có những người trải qua rồi thì mới hiểu được là nó như thế nào. Và Hằng nghĩ nó cũng sẽ có thể là một kỷ niệm vô cùng đáng giá, đắt giá cho cái hành trình mang thai của mình. Và
Hoàng thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc đã có một người chồng đã đồng hành cùng với mình để mình có thể mạnh mẽ bước qua cái hành trình đó. Tiếp sau đây sẽ còn có rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc và Minh Hằng rất là muốn chia sẻ những cảm xúc đó đến với lại tất cả mọi người, kể cả những kiến thức chuyên môn, kể cả những cảm xúc chân thật và kể cả những cái hành trình rất là ngỡ ngàng bỡ ngỡ của Hằng. Hằng sẽ chia sẻ tất cả những cái việc đó ở trên chuỗi series của mình. Rồi và bây giờ mình không ủy mị, không khóc lóc nữa. Và nãy giờ đó là tất cả những cái cảm xúc, những cái gì mà Hằng đã trải qua. Và đương nhiên đây chỉ là một tập mở đầu để có thể khơi gợi. Và phần tiếp theo Minh Hằng sẽ chia sẻ chi tiết cặn kẽ hơn về phương pháp IVF, đó là phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, vì sao vợ chồng Hằng lại chọn phương pháp đó. Và đồng hành cùng với Hằng cũng sẽ có rất là nhiều khách mời, những bác sĩ chuyên môn, những bác sĩ dễ thương, mát tay, và cũng như là những khách mời mà những cô gái, những người phụ nữ đã từng trải qua cái thời khắc thiêng liêng đó để có thể chia sẻ cảm xúc cùng với Hằng, kinh nghiệm của với Hằng, cũng như là mang đến cho chúng ta nhiều thông tin thú vị hơn để chị em chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau. Và rất là mong là tất cả mọi người sẽ yêu thích chuỗi video này. Thank you.